Xin chào các bạn, hôm nay Thế Giới Máy sẽ giới thiệu các bạn về sản phẩm máy phun khói Hàn Quốc K150. Đầu tiên chúng ta nhấn nút khởi động cho máy hoạt động. Sau chúng ta pha nguyên liệu. Nguyên liệu dùng có dung môi tạo khói và hóa chất tiêu diệt côn trùng, sâu đầy gây hại hoặc dung dịch diệt vi khuẩn. Vâng, nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này hoặc muốn đặt hàng thì hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới video hoặc đến trực tiếp tại cửa hàng tại 354 Bình Long, phường Phú Tổ Hòa, quận Tân Phú. Cảm ơn các bạn đã coi video của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.